Khoa tập huấn sử dụng sách giáo khoa lớp 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Tôi thấy tâm đắc nhất là cuốn sách giáo khoa tiếng Việt lớp 2. Sách giáo khoa tiếng Việt 2 thuộc bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống là một sản phẩm khoa học tâm huyết của tập thể tác giả, biên tập viên, họa sĩ, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, bao gồm Tổng chủ biên kiêm chủ biên, Phó giáo sư, tiến sĩ Bùi Mạnh Hùng, Đồng chủ biên, Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Thị Hiền Lương, tác giả, tiến sĩ Đỗ Hồng Dương, tiến sĩ Vũ Thị Thanh Hương, tiến sĩ Vũ Thị Lan, tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Minh, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Kim Phượng, Phó giáo sư tiến sĩ Lê Thị Lan Anh, Phó giáo sư tiến sĩ Trịnh Cẩm Lan, tiến sĩ Chu Thị Phương, Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Thị Hào Tâm. Tiếng Việt 2 không chỉ giúp các em phát triển hiệu quả các kỹ năng tiếng Việt, đọc, viết, nói và nghe, mà còn mang lại cho các em nhiều trải nghiệm phong phú về đời sống con người và thế giới tự nhiên. Ngữ điệu đưa vào sách là bài thơ, bài văn được các tác giả lựa chọn kỹ và được hội đồng thẩm định rà soát nhiều lần. Cho nên, đó là những tác phẩm, những đoạn văn, đoạn thơ hay, giúp cho học sinh hứng thú học tập hơn. Với những điều như thế, hy vọng là môn tiếng Việt sẽ giúp cho học sinh học tập một cách nhẹ nhàng, thú vị và hiệu quả. Sách giáo khoa tiếng Việt 2 thuộc bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống gồm 2 tập. Tập 1, 144 trang. Tập 2, 144 trang. Có kích thước hộ sách 19 x 26,5 cm. Về nội dung, sách giáo khoa tiếng Việt 2 thuộc bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống được thiết kế theo hệ thống 9 chủ điểm. Trong đó, tập 1 gồm 4 chủ điểm gần gũi quen thuộc với các em. Chủ điểm thứ nhất, em lớn lên từng ngày, giúp học sinh ý thức về việc mình đang khôn lớn. Chủ điểm thứ hai, đi học vui sao. Chủ điểm này bao gồm tất cả những điều các em được học tập ở trường. Chủ điểm thứ ba, niềm vui tuổi thơ. Ở chủ điểm này các em được chia sẻ những sở thích, những niềm vui, trò chơi, đồ chơi mà mình yêu thích. Chủ điểm thứ tư, mái ấm gia đình. Bao gồm hai mạch nội dung, học sinh được người thân trong gia đình chăm sóc, cảm nhận, quan tâm đến những người thân yêu. Sang học kỳ 2, học sinh được học 5 chủ điểm, giúp các em mở rộng hiểu biết về con người và đất nước. Chủ điểm thứ nhất, vẻ đẹp quanh em, giới thiệu những vẻ đẹp trong thiên nhiên cuộc sống con người. Chủ điểm thứ hai, hành tinh xanh của em. Đây là chủ điểm quan trọng, có ý nghĩa giáo dục ý thức cho các em trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường. Chủ điểm thứ ba, giao tiếp và kết nối, giúp các em hình dung được con người sống cần có sự giao tiếp, chia sẻ và liên lạc. Chủ điểm thứ tư, con người Việt Nam. Chủ điểm này giới thiệu cho các em những hiểu biết ban đầu về dân tộc, về truyền thống dân tộc của con người Việt Nam. Chủ điểm thứ năm, Việt Nam quê hương em. Nội dung các chủ điểm vừa mang tính truyền thống, vừa thể hiện đậm nét văn hóa Việt Nam, vừa đáp ứng nhu cầu giáo dục con người hiện đại trong bối cảnh hội nhập. Mỗi tuần có 2 bài học. Bài thứ nhất gồm 4 tiết: đọc, viết, nói và nghe. Bài thứ hai có 6 tiết gồm đọc, viết, luyện tập, đọc mở rộng. Phần luyện tập trong bài 6 tiết bao gồm phát triển vốn từ, luyện đặt câu và viết đoạn văn. Nội dung bài học trong sách tiếng Việt 2 thuộc bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống được tổ chức theo các hoạt động giao tiếp, đọc, viết, nói và nghe. Cách tiếp cận này giúp cho hoạt động giảng dạy ngôn ngữ gần với giao tiếp thực tế, vì vậy tạo được hứng thú ở người học và nâng cao hiệu quả giảng dạy.
Sách tiếng Việt 2 thuộc bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục là người bạn gần gũi, thân thiết, mang lại niềm vui và hứng thú cho quý thầy cô và các em học sinh lớp 2.